Wow, bà con cô bác quá đông sáng nay luôn. Rồi, chào có Huệ. Hôm nay có cô Huệ đến viếng nha, bà con đến viếng rất là đông luôn. Đó, như các cô chú anh chị thấy hôm nay là do rơi vào cái ngày chủ nhật cho nên bà con cô bác mới đến viếng là vẫn rất là đông ha. Hôm qua là ngày lễ. Ui, ai xè ra nữa nè. Anh mới xè đúng không? À, cô Huệ. Chị Bích, chị Bích, tặng cho cô Huệ một 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 món quà nhỏ đi. À, tặng rồi ha. Dạ. Món quà ngọt ngào dành cho cô Huệ. Đó, như các cô chú anh chị thấy ha, bà con cô bác đến viếng mộ của cậu rất là đông luôn. Đó, đây là quang cảnh buổi sáng nay tại mộ của cậu Năm, rất là đông bà con cô bác. À, bà con đi qua bên mộ của chú Hanh Sang. Dạ, con chào cô. Thì sáng nay á, 15 mới thấy là bầu trời đó, mây trắng ha, chứ không như mây đen như hôm qua. Hôm qua thì mây đen giăng lối mù mịt luôn. Sáng nay thì trời không còn ảm đạm như hôm qua nữa. Đó, bây giờ là bà con sau khi viếng những cái ngôi mộ khác xong thì bây giờ quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Đó, xong, xong. Đó, rất là đông bà con cô bác ha. Khang ơi, sáng nay em thấy trời trong lành không? Trời trong mà thấy nó cũng u u. Trời trong mà cũng thấy nó u u. Em nghĩ là bữa nay mưa không? Mưa thì theo em được biết mưa là mưa buổi chiều. Mưa buổi chiều. Chứ buổi trưa. Buổi trưa. Chứ sáng là ít mưa đúng không? Giờ sáng nắng lắm, cháy đầu luôn. Sáng ít mưa lắm. À, bà con bây giờ là viếng xong thì đi ra xe đi về. Đây là cái khung cảnh ở ngoài đây. Thì như các cô chú các anh chị biết á, là bà con ta ngày xưa có cái câu nói rất là hay luôn, đó chính là thêm bạn
là bớt thù. Đó thì đối với 15 mét thì chúng ta thêm một người bạn thì sẽ bớt đi một kẻ thù. Cho nên thì ai mình cũng vậy, mình cũng phải đoàn kết, mình cũng phải gắn bó hết. Nhưng mà đôi khi thì sẽ có một số các anh em nhiều khi là vẫn chưa có hiểu ý mình, cho nên là sẽ nói chung là cũng khó có cái sự gắn kết. Thì 15m cũng luôn nói về cái đó, tức là 15m mong muốn là sau này các anh em sẽ có cái sự đoàn kết gắn bó hết tất cả các anh em YouTuber luôn. Thì như các cô chú anh chị thấy, những anh em ở ekip như là YouTuber tại mộ thì đa số bà con là ai cũng yêu quý cậu, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn chưa có thực sự là hiểu nhau, đoàn kết. Cho nên là như các cô chú anh chị thấy, hiện tại thì vẫn còn một số bình luận ở trên kênh 15m ha. 15m thì khi mà đọc xem được những cái bình luận đó thì phải nói thật sự rất là buồn luôn. Thì bây giờ 15m sẽ đọc một số bình luận để mà trả lời cho tất cả bà con cô bác luôn nha. Nhiều khi 15m không có mà trả lời bình luận bằng tin nhắn, nhưng mà 15m thấy cái cách trả lời bình luận trên video cũng khá là hay. Thì ở đây có bình luận của ông có cái nickname là con Hai Trương. Sao anh Hải không mặc áo tím của cậu Năm Vũ Linh? Thì nói chung á, là đối với Hải á, thì Hải nhỏ tuổi hơn 15m. Thì các anh em là bây giờ là cũng đã hiểu nhau rồi, và cũng đã nói chuyện với nhau nhiều rồi. Hồi trước đây thì Hải nói chung là Hải coi như là rất là khó ha. Hải quay ở mộ của cậu Năm, nhưng mà Hải rất là hay chỉ trích các anh em. Nhưng mà bây giờ giống như là Hải đã sám hối rồi, Hải rất là hòa đồng với các anh em ha. Và hôm trước thì cái lễ 29 tháng 8 lễ Vu Lan á, thì các anh em cũng đã gợi ý là tặng cho Hải chiếc áo màu tím, nhưng mà Hải nói là chưa có dám nhận, nhưng mà không biết là về sau thì sao. Nhưng mà Hải hiện tại Hải rất thích màu trắng, nên có lẽ là cái đơn hàng mà đặt áo kỳ sau á là sẽ tặng cho Hải cái chiếc áo màu trắng ha. Đó thì đây là cái câu trả lời của 15m nha. Rồi một số cái bình luận mà 15m xem thì cũng rất là buồn luôn. Thì bây giờ 15m sẽ tua lại nha. Đây, ở đây có một cái bình luận nói là vậy là kênh này là ba phải giống Hân Trần, bà con cảnh giác. Đó thì đối với 15m là cái quan điểm của 15m nha, là hoàn toàn trái ngược dưới 15m. Nói chung là mình đọc nhiều cái bình luận mình cũng khá là buồn luôn, nhưng mà đối với cái quan điểm của 15m là hoàn toàn trái ngược. Tại vì 15m đã nói rằng 15m là giữ cái lập trường trung lập, là trước giờ là trung lập ở đây, nhưng mà trung lập đối với 15m là trung lập nhưng mà ủng hộ chính nghĩa. Đó, chính nghĩa thì 15m ủng hộ nha. Rồi à, 15m sẽ đọc một số cái bình luận tiếp theo. Ở đây thì 15m thấy có một cái bình luận nè. Sao vợ chồng em ghét nhóm của Tài, của Bóp Nắng Xuân, sống đừng có diễn quá, phải thật nha em, định đi hai hàng chứ gì. Thì ở đây 15m lại có một cái câu hỏi đối với cái nickname là Hằng Nguyễn này nha. Đó thì hiện tại là 15m là không biết là nói cái gì ảnh hưởng đến các anh em khác như là Tài, của Bắp, Năng Xuân. Thì nếu mà có nói gì thì 15m thì bà con cô bác có thể là đăng cái video đó để cho 15m xem nha. Hiện tại thì 15m không có nói gì về các anh em YouTube khác. Đó, mình không có nói xấu sau lưng, nói xấu ai hết nha. Nói chung á, là như các cô chú anh chị thấy thì hôm qua những cái món quà, ví dụ như là dù đi, thì 15m cũng nhờ các chị ekip đó là cũng mang đến để gửi cho
tại Hà Nắng Sơn hôm qua thì anh Cù Bắp thì ông không có lên trên mộ lãnh về quê gì đó thì mình không thấy, nhưng mà mình gửi tặng trước, ai có mặt thì đều tặng ha. Nói chung là tặng dù cho ekip và YouTube đó. Thì 15 mét cũng đã quay video, cũng đã nhờ chị mấy chị em á, là gửi dù cho Tài cũng như là Nắng Xuân nha đó. Rồi như sáng nay thì nhờ phát kẹo 15 mét phát kẹo thì cũng đã nhờ chị Bích đem ra để phát cho Tài cũng như là Nắng Xuân đó. Rồi cái tiền mà 300.000 mà của anh Niu hôm qua phát á, là cái đó 15 mét không biết nha, nhưng mà 15 mét có nghe anh Niu nói là có phát cho Tài Nắng Xuân, nhưng mới biết là Tài Nắng Xuân có nhận hay không đó. Này thì 15 mét không biết, nhưng mà đối với 15 mét nếu có phần quà nào mà từ khán giả hay là Mạnh Thường Quân mà gửi về á, thì 15 mét đều đề xuất cho tất cả các anh em YouTube cũng như là ekip tại mộ nha. Còn mà cái việc mà phát tiền gửi tiền á thì theo 15 mới hết được biết á, là Tài là không có nhận tiền từ Mạnh Thường Quân. Rồi trước đây á, là cũng có rất là nhiều Mạnh Thường Quân cũng đã gửi tiền là cho tất cả các anh em, trong đó có Tài Nắng Xuân nữa. Nhưng mà khi mà mình 15 mới lại hỏi để mà gửi tiền và có quay Zalo, chỉ qua Zalo thôi nha, để gửi cho bà con Mạnh Thường Quân á, nhưng mà Tài cũng không có chịu, không có nhận. Rồi trước đó là 15 mét hỏi là có quay đăng lên trên YouTube được hay không, Tài cũng không có nhận đó. Nói chung là quay có cái gì quay á, là Tài sẽ không nhận, Tài với Nắng Xuân là sẽ không nhận. Thì 15 mét cũng nói lại với tất cả những cái Mạnh Thường Quân đó, thì vậy đó. Nói chung là mình thì đều rất là hòa đồng nha, chứ không phải là mình chia phe chia phái gì hết. Thì đây là một số cái suy nghĩ chia sẻ của 15 mét, có sao thì 15 mét nói vậy thôi. Rồi bây giờ 15 mét sẽ đọc một số bình luận khác nha. Đây có một cái bình luận nè, có chia cho những YouTube không, phải fan áo tím không, hay vẫn chia phe phái với nhau mà cũ ăn hiếp mới gây chia rẽ mất đoàn kết. Thì đây cũng là một cái nick tên là Tuấn Vũ nè. Thì 15 mét cũng đọc được cái tin này thì cũng rất là buồn. Tại vì sao? Tại vì mình là mình phát đều cho tất cả các anh em YouTuber cũng như ekip, thậm chí là phát cho cả nhân viên của Hoa Viên nữa. Ví dụ như là cô Mộng Tiền nè, anh Toàn, rồi chị Cẩm, rồi cả chú Tiểu Khang đó, mình phát hết rồi. Nhưng mà ở đây thì chị Linh chị cũng nhờ là phát cho tất cả các anh em ekip cũng như là YouTube đó, thì mình ưu tiên cho ekip và YouTube trước, sau đó mới phát ra nhân viên, rồi còn dư lại mới phát cho tất cả bà con cô bác ha. Rồi bây giờ 15 mới sẽ đọc một số bình luận khác nha. Rồi tiếp theo là một cái bình luận khá là dài luôn. Trung lập theo chính nghĩa, câu này có sai sai gì không? Trung lập là ở giữa, không theo phe ai. Còn theo chính nghĩa là thấy bên nào đúng thì theo bên đó, vậy đâu còn là trung lập nữa. Hoặc ý là trong mỗi hoàn cảnh bên nào nói đúng thì theo bên đó. Có khi kền kền nó lên diễn tình thương, mến thương. Cái nói nó là đúng rồi thấy Hồng Loan đáng thương lại nói Hồng Loan đáng đúng à. Hay cái này người ta gọi là đi hai hàng ba phải để nhằm mang lợi ích cho chính bản thân mình. Xin lỗi các bạn tự xưng trung lập nha, nếu ai cũng nghĩ lợi ích của bản thân để tránh thị phi mà đứng trung lập như các bạn á, thì bây giờ con gái nhi nhất của chú Vũ Linh mồ côi thân cô thế, thấy cô bị bọn cành cành gây áp lực mà chết theo chú Vũ Linh luôn rồi. Nếu không có cộng đồng mạng bảo vệ Hồng Loan thì các bạn trung lập như thế các bạn á, không có thấy cái chính nghĩa để các bạn trung lập các bạn đi theo đâu. Thì nếu mà các cô chú các anh chị đã theo kênh của 15X từ nào giờ thì các cô chú các anh chị sẽ hiểu được rõ được cái bản chất của từ trung lập của 15X nha. Còn ví dụ như khán giả mà 15X vừa đọc bình luận á, thì có lẽ là khán giả này mới thôi, cho nên thấy cái chữ trung lập của 15X, cho nên bình luận cũng nói chung là cũng rất là hay á. Nhưng mà theo 15X nghĩ thì chỉ đúng ở hoàn cảnh hiện tại thôi. Còn 15X từ nào giờ thì cái quan điểm của 15X là như vậy, 15X là vẫn theo chính nghĩa, trung lập là vẫn theo chính nghĩa nha.
chứ không phải là trung lập mà theo kênh kênh, nói chung là vậy. Rồi tiếp, và làm đó sẽ đọc một số bình luận khác. Rồi cái bình luận tiếp theo nè, vợ chồng hèn không nên nghe lời YouTube khác chia phe, chia nhóm cô lập YouTube khác, rất ủng hộ kênh từ đầu nhưng thấy mấy anh YouTube bị cô lập là khán giả không ủng hộ rồi. Thì không biết là bà con cô bác xem cái 15 bết nói ở đâu mà nói 15 bết là cô lập hoặc là cùng với các anh em YouTube khác là chia phe chia phái nha. Nhưng mà nếu mà bà con cô bác xem từ đầu tới bây giờ thì 15 bết chưa bao giờ nha, chưa bao giờ nói xấu ai cái gì hết đó. Thì cái này là bà con cô bác xem và theo dõi liên tục thì có thể là thấy. Còn ví dụ như bà con cô bác xem những cái kênh khác mà nói xấu 15 bết thì chắc có lẽ là bà con vào và Lâm chửi 15 bết thì đúng rồi. Tại vì bà con không có xem kênh của 15 bết, là chỉ xem những cái kênh khác thôi. Sau đó vào kênh của 15 bết rồi bình luận chửi thì cái đó là 15 bết cũng chịu thôi chứ không có mà nói gì hết nha. Bây giờ 15 bết đọc tiếp một số bình luận khác nha. Rồi tiếp theo cái bình luận này, nói về chữ trung lập đây. Trung lập mà chia phái, chia phe phái YouTube trên Hoa Duyên, bắt tay với Duy Minh ăn hiếp YouTuber khác. Hoa Duyên không của riêng ai, bỏ ý định làm trùm đi. Thì tiếp tục, thì như các cô chú các anh chị đã thấy rồi, hiện tại ở trên Hoa Duyên á là buổi sáng và buổi chiều thì các anh em rất là đông nha, đặc biệt là buổi chiều. Buổi sáng thì nhiều khi các anh em YouTube hay là ekip bận cái công việc nhà, cho nên á là không có mà lên sớm được. Hai chồng 15 mét này nói chung là sắp xếp được cái công việc, sắp xếp được cái con gái, cho nên mình đi sớm ha, cái này là bình thường thôi. Mình không phải là khoe thành tích hay gì, nhưng mà cái này gọi là mình sắp xếp được cái công việc cho nên mình đến sớm. Đó, tại vì với lại á là đối với 15 mét thì cái giờ giấc nó rất là quan trọng nha. Tại vì mình đã theo cái lịch trình rồi, nó đúng giờ, nó quen giờ quen giấc thì mình đã như vậy rồi, thì nó thay đổi thì rất là khó. 15 mét cũng muốn thay đổi lắm thế. Tại vì bây giờ sao, nói chung là vài tháng qua thì mình cũng muốn có một cái thời gian để nghỉ ngơi, thứ bảy chủ nhật hay là lễ mình cũng nghỉ ngơi để mình về mình thăm gia đình hay là gì đó. Nhưng mà 15 mét rất là cố gắng ha, để mà quay video ghi hình để chia sẻ cho bà con cô bác, không ngại những cái thời gian đó ha. Đó thì để mong muốn rằng bà con có những cái hước thêm, thấy được những cái khán giả đến viếng mộ của cậu Nam như thế nào. Thì cái này là chuyện bình thường, tại vì mình sắp xếp được cái thời gian đó. Còn về cái quay lại cái vấn đề là như cái nít của Diệu Quỳnh Lê nè đó, thì nói là trung lập mà chia phe chia phái. Thì theo 15 mét nghĩ nha, thì chắc có lẽ là bạn khán giả này á là mới xem kênh của 15 mét cho nên mới bình luận là như vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì chắc có lẽ là hoặc là xem những kênh YouTube khác đang nói xấu về 15 mét hoặc là những anh em trên đây, cho nên nó có những cái thái độ là như vậy. Chứ thật sự thì trước giờ 15 mét chưa bao giờ nói xấu ai hoặc là chia phe chia phái chia nhóm gì đó nha. Các anh em vẫn rất là hòa đồng, chưa có một video nào mà nói về việc chia phe chia phái hay là ghét người này ghét người nọ hay là nói xấu ai hết. Nếu mà bà con mà tìm được một cái video mà 15 mét nói xấu ai thì 15 mét xin phép là hủy kênh luôn, thật sự là như vậy nha. Đó, và nhiều khi mình cũng có bức xúc mình nói nhưng mà mình không có nói xấu ai hết đó. Rồi tiếp theo 15 mét sẽ tìm những cái bình luận, một số bình luận khác, nhưng hôm nay sẽ trả lời một số bình luận mà khán giả có thể là chưa hiểu được 15 mét. Hiện tại thì 15 mét thấy một số cái bình luận như vậy ha. Thì còn những một số bình luận khác thì cũng ủng hộ 15 mét ha. Thì 15 mét cũng cảm ơn các cô chú các anh chị rất là nhiều luôn. Đó thì nói chung sẽ có một số cái bình luận mà 15 mét rất là chưa có thời gian để trả lời, cho nên hôm nay thì 15 mét tập trung ha, tập trung để mà chọn những cái bình luận mà không tốt để mình trả lời cho bà con cô bác, để nhiều khi bà con cô bác có thể là hiểu hơn về 15 mét cũng như là bà xã ha. Thì cái quan điểm của mình trước sau thì bây giờ là nó vẫn vậy, không có thay đổi gì hết.
không có chia phe chia phái gì hết nha. Còn nói bà con nào mà nói 15 mét chia phe chia phái thì có thể là nói có thể là quỷ kênh 15 mét thật sự luôn, tại vì bà con cô bác nào mà đã xem những cái kênh khác nói xấu về 15 mét mà chưa có hiểu 15 mét như thế nào thì có thể là quỷ kênh ngay, tại vì 15 mét cũng không có cần những cái khán giả như vậy thật sự luôn, tại vì mình không có xem nội dung mà mình thấy đăng cái video nào lên là mình vô mình bình luận cái video đó thì nó sẽ không có đúng với cái ý định truyền tải, cái thông điệp truyền tải của 15m thì như vậy nó cũng không hay. Mà 15m thì cũng không có có rảnh để mà chặn hết những cái anti fan hay là những người nói xấu về mình nữa. Cho nên hôm nay thì 15m quyết định là gom hết tất cả những cái đó để 15m trả lời cho tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị ha. Rồi đến đây thì 15m xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Bà con xem video thấy hay hãy like ha, thấy hay hãy like cũng như là đăng ký, còn ví dụ như thấy không hay thì có thể là không like cũng như là quỷ kênh luôn cũng được nữa. Còn bây giờ thì 15m xin chào và hẹn gặp lại.